Quỳnh Hoa và Minh Đức rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chân Dung Cuộc Tình phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Chess Studio thực hiện. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đi qua hơn 10 chủ đề Chân Dung Cuộc Tình. Rất nhiều những câu chuyện đã được các nghệ sĩ đến đây chia sẻ cùng với Minh Đức và Quỳnh Hoa, và bản thân Minh Đức và Quỳnh Hoa cũng chia sẻ với nhau rất nhiều ở những câu chuyện đằng sau những bài hát. Ngày hôm nay sẽ là một chủ đề mà mình nghĩ là nó rất là thú vị. Chúng ta nghe những bài hát và thường hay có một cái dự đoán ấy, là đằng sau bài hát đấy phải chăng có một câu chuyện gì đấy. Ngày xưa thì có thể chúng ta không nghĩ như thế nhiều đâu, nhưng mà sau này khi mà thông tin phát triển nhiều hơn, chúng ta dễ dàng tìm kiếm thông tin nhiều hơn, thì tự nhiên nó lại nảy sinh ra một cái nhu cầu là muốn biết cái bài hát mà mình đã nghe bao nhiêu năm qua ấy, nó có cái gì khác lạ hơn không. Và đó chính là lý do để ngày hôm nay chúng ta có chương trình với một cái chủ đề nghe rất là dễ thương là nhớ những dáng xưa. Đương nhiên nghe cái chữ dáng xưa là mình nhớ ra ngay một cái hình dáng, một cái hình dáng nào đó. Nhưng mà nghĩ thế này nè Đức, đối với một người bình thường nhé, chẳng hạn như nếu mình không làm về nghệ thuật, có thể trong cuộc đời mình sẽ có một ai đó đi qua cuộc đời mình, một chút lưu luyến nào đó, một chút xao xuyến nào đấy, nhưng mà rồi thì nó cũng đi thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đối với những người mà làm nghệ thuật, mà đặc biệt là các nhạc sĩ, thì đôi khi chỉ là một cái hình dáng nhỏ bé nào đó thôi, nhưng nó lại động lại và đi vào trong tác phẩm của các nhạc sĩ. Và cách mà những nhạc sĩ đưa những dáng xưa vào tác phẩm của mình nó cũng rất là phong phú. Nó không hẳn là phải là một bóng hồng hay là một nàng thơ hay là một người yêu gì đấy đâu. Có thể là một cái hình bóng dễ thương nào đấy, nó gợi một cái cảm hứng vừa đủ để một cái tứ nhạc, một cái ý thơ nảy ở trong đầu và tác phẩm ra đời. Hoặc cũng có thể là một tiếng hát nào đấy cất lên và khiến họ đủ xao xuyến và cảm nhận rằng là đây là cái âm thanh, là cái tiếng hát mà mình đang cần trong một cái tác phẩm mình đang nung nấu đây này, và từ đó có thể là một bài hát ra đời. Vâng, có thể coi như là một cái hình bóng nào đó trở thành nàng thơ đúng của rồi. Một tác phẩm. Và để mở đầu cho chương trình nhớ những dáng xưa ngày hôm nay, mình được tin là bài hát sau đây á sẽ gợi là rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm cho quý vị, và có thể chính quý vị cũng thấy mình trong cái dáng xưa ấy, hình ảnh một cô bé vô cùng dễ thương trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, Tuổi Ngọc, với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hoa. Một chiếc áo dài cho em đi, mùa xuân tới rồi, mặc vào người rồi ra quỳ lạy chào mẹ cha. Hàng lụa là thơm dáng tiêu thư, xin cho em một chiếc áo màu cho em đi nhẹ trong nắng chiều. Một chiều nhiều người theo ở ngoài đường trên phố, và lòng người như áo phất phơ. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một mớ tóc dài cho em phơi ngoài hiên nắng giỏi. Ruộng một vài sợi thôi, còn lại một con suối, dòng mượt mà buông xuống trong vai. Xin cho em một mớ tóc nồng êm như nhung để em gối mộng. Mộng này là thần tiên, mộng và người quyến luyến, và chập chờn những bóng dáng quen. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần. Xinh xinh để em đi học, từng vòng xe là vòng đời nhỏ bé, đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe. Cho em leo từng con dốc dài, cho em xuôi về cùng.
con dốc này. Rồi một mùa mai đây, từng kỷ niệm êm ái trở về đây trên chiếc xe này. Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần, xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm, xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm. Xin được cảm ơn ca sĩ Thanh Hoa với bài hát Tuổi Ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, một bài hát mà Hoa rất là thích, và đặc biệt là thích cái hình dáng này, thích cái giọng hát và cái phong cách biểu diễn của chị Thanh Hoa. Và trước kể ngày hôm nay quý vị thấy không, đây trong bài hát là nhắc rất nhiều hình ảnh, là đầu tiên là xin cho em một chiếc áo dài này, rồi xin cho em một chiếc áo màu này, chúng ta vừa có áo dài vừa có áo màu ở đây này, một cái này luôn. Vâng, và thưa quý vị khán giả, khách mời của chương trình ngày hôm nay, để chúng ta có thể đi sâu hơn một chút vào cái chủ đề nhớ những dáng xưa ấy. Thông thường thì chúng tôi sẽ mời đến đây một nhạc sĩ hay là người thân của nhạc sĩ để nói về bài hát, về những bóng hồng ở trong bài hát, nhưng mà hôm nay chúng ta hãy thử xem ngược lại một chút, dáng xưa ấy nói về ca khúc như thế nào. Vâng, và xin được giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó chính là danh ca Trang Mỹ Dung. Xin được chào mừng chị đến với chương trình. Xin chào Quỳnh Hoa, chào Minh Đức và xin kính chào quý khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, Minh Đức và Quỳnh Hoa đã cố tình là mời chị Trang Mỹ Dung đến đây để chúng ta có một cái góc nhìn khác về hình ảnh dáng xưa. Đấy, như Quỳnh Hoa có nói đấy, rất là dễ dàng là chúng ta mời một nhạc sĩ và để họ nói về bài hát của chính mình, về cái cách họ đã đưa một cái dáng xưa vào trong bài hát như thế nào. Nhưng chúng ta thể hình dung ra là một dáng xưa trong bài hát đấy, bây giờ nhìn ngược lại câu chuyện về cái cách mình đã đi vào trong bài hát như thế nào, hoặc tiếng hát của mình đã đến với bài hát ra sao, sẽ rất là thú vị khi chúng ta được nghe chính một dáng xưa như thế kể chuyện, cho nên là mới có sự có mặt của chị Trang Mỹ Dung ngày hôm nay. Em muốn nói chút xíu là tại vì trước khi mà vô buổi trò chuyện này thì em vô tình được Minh Đức cho xem một tấm hình chị Trang Mỹ Dung cái thời 18-20, cái thời còn rất là trẻ, và nhìn chỗ cực kì dễ thương luôn ạ. Ngây thơ, người đã nhìn khác nhiều đúng không chị? Rất khác luôn. Người đấy là bầu bĩnh này, đó, mũm mĩm, người ta hay gọi là khuôn mặt búp bê ấy. Em muốn hỏi chị là hồi đó mình vô với nghề hát như thế nào hả chị? Cũng tự nhiên thôi em. Tức là ban đầu chị thích nhạc từ nhỏ rồi, thì lúc đó là có một cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của đài truyền hình á. Thì người thân của chị khuyến khích chị đi thi, dự thi. Thì ở đó gặp nhạc sĩ Lê Anh Bằng là người chấm phúc khảo đầu tiên đó. Sau khi nghe mình thử giọng, nhạc sĩ cũng khen cái giọng Trang Mỹ Dung là tốt. Và khuyến khích đi học lớp nhạc. Thì rất may mắn được khán thính giả đón nhận. Và chị cũng theo nghề luôn từ đó. Giọng chị ngày đấy nó có trầm như đặc trưng sau này giọng của chị không? Nó đã trầm như thế chưa? Chưa em. Em muốn hỏi là lúc đó là chị bao nhiêu tuổi ạ? 17 tuổi, thích hát đi hát thì không có biết là mình sẽ thành ca sĩ đâu. Mà tự nhiên cái duyên đó nó đến đưa mình lên thành ca sĩ luôn thôi. Nhưng mà chị có thấy là khi mà mình cứ hát những cái bài với cái giọng trầm buồn như vậy, giống như diễn viên mà đóng toàn những cái vai bi á, vai buồn á, nhiều khi nó vận vào trong cái cuộc đời của mình á, thì chị có cảm thấy là khi mà mình cứ hát những bài trầm buồn vậy rồi, thì cái cuộc đời mình nó cũng từ từ và nó cũng nhẹ nhàng, và nó cũng có thể có những cái chuyện nó không phải lúc nào cũng tươi vui. Nó cũng vậy đấy em. Có một lần cách đây cũng lâu rồi, mấy năm rồi, mình được có mời chị Trang Mỹ Dung lên giao lưu cho một chương trình ở trên đài phát thanh. Thì có một vị thính giả mới gọi điện về giao lưu, và chị có đọc một cái câu thơ: hôm nay trời đổ cơn mưa, hay tin ca sĩ về mưa đến đài. Đấy, tức là câu thơ thì nghe nó rất là bình thường, nhưng mà cho thấy là rõ ràng họ cũng biết là chị hát rất nhiều những bài về mưa. Vẫn cái ý của Quỳnh Hoa nói lúc nãy á, tức là từ cái sự đồng cảm của người nghệ sĩ trong cuộc đời và tác phẩm ấy, thì khi mà hát những cái bài hát về mưa ấy, chị có khi nào chị liên tưởng đến cái hình ảnh của chính mình trong cái bài hát đấy không? Khi chị đi hát đêm ở hồi trong cái những cái làng quê này kia đó, hát nhiều lắm. Thì khi hát xong đi về thì trời đổ mưa lắm, mà đường xá thì không có đèn như bây giờ. Tự nhiên mình nghĩ đến cái bài hát là mưa nửa đêm,
vừa vừa đi mà vừa cũng che dù mà cũng hát cái những câu hát đó đấy em, nhưng nhớ ảnh hưởng vậy đó. Dạ. Khi mà trở thành một nghệ sĩ thì cuộc đời chị thấy nó thay đổi như thế nào chị? Thay đổi nhiều chứ. Từ một cô bé không ai biết gì hết, trong phút chốc khi mình hát lên thì được khán giả biết nhiều, gửi thư về nhiều lắm, hồi đó là thư chồng vậy nè em. Dạ. Đến gửi đến nhà đó. Rồi xong mình ra đường thì cũng khán giả ở Trang Mỹ Dung, chị Trang Mỹ Dung kìa thì mình biết. Thì mình cũng thấy mình phải thay đổi nhiều hơn. Mình ra đường mình không còn vô tư như cô bé hồi xưa mà đi học mà không ai mình biết. Cái cảm giác mà đến một ngày tự nhiên đi đến đâu ấy cũng nghe tiếng hát của chính mình vang lên. Thì cái cảm giác của chị khi đi ra ngoài đường hay đi đến chỗ nào đó và nghe thấy chính mình đang hát trong cuốn băng đấy, cảm giác về nó như thế nào? Rất là vui, rất là cảm động em. Thú vị lắm chứ. Một lần chị đi hát ở Long Khánh, trong vùng quê Long Khánh đó. Tình cờ buổi chiều ở nhà dân đó. Một buổi chiều chị đi ra ngoài vườn chơi đó thì nghe bên nhà dân phát lên cái bài hát của mình. Trời, nhưng cảm thấy nó làm sao, cảm giác nó là nó lâng lâng khó tả ghê lắm kìa. Vừa vui, rất là cảm động. Và lát nữa đây chúng ta sẽ gặp lại chị Trang Mỹ Dung trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp lại hình ảnh của những dáng xưa qua hai ca khúc rất quen thuộc của những người yêu dòng nhạc trữ tình, Không Bao Giờ Quên Anh và Cô Bé Ngày Xưa. Tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quên nhau vì trong hướng đời mình chót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem em trong tim, dù bụi thời gian có lạm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nước nợ nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Tôi lối về buồn kế nhau nghe chuyện đời. Tình mình nay chết như lá ô thu rơi, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngỡ ngàng trong đêm trường tôi chưa phơi niềm yêu thương. Chữ nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn, xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu. Nỗi tiếc xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời, nhưng nay hết rồi, hai người hai lối, lúc đêm buồn không anh. Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Anh truyền hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình nay chết như lá ô thu rơi, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao
bao giờ quên xuân vừa tròn xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu nỗi tin xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm vẫn đợi em trọn đời nhưng nay rồi hai người hai lối lúc đêm buồn không ai tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến đừng thương tiếc chi anh truyền hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời tình mình nay chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên ôm kỷ niệm của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên chân lối quen xưa đây vẫn cây cầu đá kia mây bụi che già sáng ngang một con đò bồng bềnh con nước đưa sương trắng phủ xa mờ vài cánh nghen lửa thưa trên con đường thăm nhà gặp cô gái đi qua da trắng như màu áo môi hé nụ hoa trào như quen mà xa lạ bồi hồi chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó chung ngõ ở xóm nhà cô bé ở nhà ngăn cách khu vườn thưa lá giờ xinh dáng ngoan bé xưa vòi qua ưa dỗi khóc hơn hai đứa một tâm hồn ít vui hơn buồn hôm nay về thăm nhà tình hai đứa theo hoa anh nhắc câu chuyện cũ em nói niềm mong chờ say mơ một khung trời mẹ hỏi đi nữa thôi thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời nhịp chân lối quen xưa đây vẫn cây cầu đá kia mây bụi che xa sang ngang một con đò bồng bềnh con nước đưa sương trắng phủ xa mờ
vài cánh nến lửa thưa. Trên con đường thăm nhà gặp cô gái đi qua, da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa chào, như quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó chung ngõ ở xóm nhà. Cô bé ở nhà ngăn khách khu vườn thưa lá, giờ xinh dáng hoa. Bé xưa vội qua ưa dỗi khóc hơn, hai đứa một tâm hồn ít vui hơn buồn. Hôm nay về thăm nhà tình hai đứa theo hoa, anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ say mơ một khung trời. Mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Quỳnh Hoa thân mến, chúng ta vừa nghe bài hát rất là quen thuộc, bài Cô bé ngày xưa. Bài này cũng là một bài hát mà gắn với ca sĩ mà chúng ta vừa nghe là anh Mạnh Đình ấy. Câu chuyện về bài hát này đã từng được chia sẻ trong không gian của Chân Dung Cuộc Tình ngay từ mùa đầu tiên, khi mà những người con của nhạc sĩ Hoài Linh đến với chương trình và chia sẻ câu chuyện về đằng sau những bài hát của ông. Cái nhân vật trong bài hát Cô bé ngày xưa đấy sau này chính là vợ của nhạc sĩ. Tức là câu chuyện nó cũng rất là tình cờ, là nhạc sĩ cũng đi xa nhà vài năm, quay trở lại thì không ngờ là cái cô bé ngày xưa bên cạnh nhà lúc trước chỉ còn là một cô bé rất là nhỏ bé, đúng là nghĩa là cô bé luôn. Để bây giờ đã thành một cô thiếu nữ rồi. Thế mở đầu bài hát là gặp lại cô bé ở trên lối quen xưa, thế đến cuối bài hát là xin với mẹ là con sẽ ở nhà đến suốt đời. Các chị con gái nhà Thiệu Huy Linh kể là lúc đầu là bà mẹ các chị, tức là cô bé ngày xưa cũng không chịu đâu, tại vì là anh Hoài Linh anh ấy cao quá, cao vượt ngưỡng so với cái chiều cao trung bình của cái thời đó, cho nên đứng bên cạnh là tự nhiên là cô thấp, tự nhiên cô cảm thấy là không đẹp đôi, thế là không ưng đâu. Nhưng mà sau này thì họ đến với nhau và có một đàn con và có một cuộc sống hạnh phúc và một sự nghiệp lâu dài. Và đấy, nhiều khi á chúng ta cứ nghe bài hát đến bao nhiêu năm chúng ta cũng chẳng quan tâm là cô bé đấy là ai, cho đến một ngày tự nhiên tình cờ mình nghe được câu chuyện về cô bé thì nhiên mình cảm nhận bài hát đấy theo một cách nó khác hẳn. Bao giờ cũng vậy, thì dù là khán giả hay là một ca sĩ thì khi mình nghe bài hát mình hiểu được cái hoàn cảnh ra đời của bài hát đó thì tự dưng mình sẽ cảm thấy cái bài đó nó ngấm hơn vào mình. Đấy, cũng như là bài Không bao giờ quên anh ấy, thưa quý vị, thực ra bài đấy thì mình đã từng gặp những người thân trong gia đình nhạc sĩ Hoàng Trang, tác giả bài hát, thì mọi người cũng nói là đây chỉ là một cái bài hát tình yêu bình thường thôi, cũng mọi người cũng không đưa ra một cái câu chuyện nào, một cái lý giải gì về bài hát. Nhưng mà nó có một cái giai thoại nó trôi nổi trong giới văn nghệ nhiều năm. Và có một lần thì mình đã gặp được nhà thơ Thiên Hà, ông là tác giả phần lời của bài Nhớ Nhau Hoài, về bài Gió Về Miền Xuôi của nhạc sĩ Anh Việt Thu ấy. Thì ông cũng là một người bạn của nhạc sĩ Hoàng Trang, thì ông có kể là câu chuyện này có thể là nhiều người không biết, nhưng mà những người chơi thân với nhạc sĩ Hoàng Trang và những người trong giới văn nghệ thì biết. Nhà thơ Thiên Hà có chia sẻ là ngày đấy có một cô gái tên là Ngọc Anh có xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời của người nhạc sĩ, và đúng là câu chuyện cũng không đi đến đâu đâu. Đấy, nhạc sĩ Hoàng Trang có một cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc với cô Hồng, cũng là người đã từng đến với chương trình Chân Dung Cuộc Tình trước đây, nhưng mà đã từng có một bóng hồng khác tên là Ngọc Anh, đã để lại một chút vương vấn, để rồi sau này Ngọc Anh trở thành Anh trong bài Không bao giờ quên anh. Có thể đấy là cách mà chúng ta gọi đùa là nhạc sĩ gọi là mã hóa cái hình ảnh bóng hồng nàng thơ trong bài của mình. Hoa có cảm giác là rất là nhiều những cái tác phẩm mà các nhạc sĩ gọi nói theo cái cách mà Minh Đức vừa nói, tức là mã hóa cái nhân vật ở trong đó, để có thể thứ nhất là để cho mọi người có thể tưởng tượng ra được nhiều hơn, cũng như là có thể an toàn cho các nhạc sĩ nữa. Vâng, vừa rồi là câu chuyện về hai bài hát chúng ta vừa nghe, Cô bé ngày xưa và Không bao giờ quên anh. Thì rất có thể là nhiều nàng thơ khác cũng đã được mã hóa dưới hình thức nào đấy trong những bài hát của các nhạc sĩ, khi mà họ không tiện để nhắc đến tên họ hay là nhắc đến một hình ảnh quá rõ ràng. Sau đây thì lại là có một nàng thơ cũng rất đặc biệt được nhắc đến tên. Tất nhiên tên trong bài hát thì cũng khác với lại tên trong đời thực một chút. Hiếm bài hát nào mà lại có một cái tên riêng để làm tựa đề như bài hát chúng ta sẽ nghe sau đây, ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Dáng Ngọc, với tiếng hát của ca sĩ Quách Tuấn Du.
thể nằm ngó em vẫn kêu xa, vẫn tóc mây bay mà môi hồng thắm, gót bước nhẹ vương ý thơ, tình yêu nào vươn mắt ngóng, mơ ước vẫn chưa phai nhòa. Và một lần thôi xin mắt em cay, xin hết đi hoang những chiều buồn say, và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này dần mắt ngóc, son phấn xin đừng ước mi. Chiều buồn mưa bay gió lay, một mình cô đơn bước chân âm thầm, và tình yêu vẫn nhớ nhung trong lòng, mộng mơ giăng kín nét môi thiên thần, nhạc chiều lang thang ru say, từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn, diều nồng ai say ngất ngây vì nhớ, và tình yêu đó xin ngừng bước chân, lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say, tình yêu đành thôi ước mơ tìm quên bằng men ý nhạc, duyên ước xin đành kiếp sau. Và một lần thôi xin mắt em cay, xin hết đi hoang những chiều buồn say, và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này dâng mắt ngóc, son phấn xin đừng ướt mi. Chiều buồn mưa bay gió lay, một mình cô đơn bước chân âm thầm, và tình yêu vẫn nhớ nhung trong lòng, mộng mơ giăng kín nét môi thiên thần, nhạc chiều lang thang ru say, từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn, diều nồng ai say ngất ngây vì nhớ, và tình yêu đó xin ngừng bước chân, lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say, tình yêu đành thôi ước mơ tìm quên bằng men ý nhạc, duyên ước xin đành kiếp sau. Tình yêu đành thôi ước mơ tìm quên bằng men ý nhạc, duyên ước xin đành kiếp sau. Vâng, và bây giờ thì xin được mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện với danh ca Trang Mỹ Dung. Rõ ràng là như chị nói, khi mà mình trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng thì cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi. Có bao giờ chị nghĩ là nếu mình không trở thành ca sĩ, mình không trở thành một người nghệ sĩ thì mình sẽ là một người như thế nào, sẽ sống cuộc sống ra sao? Có bao giờ chị tưởng tượng không ạ? Hồi nhỏ chị thích ước mơ sau này mình trở thành cô giáo dạy văn đó. Thích lắm, nhưng mà không ngờ là mình cuộc đời mình chuyển hướng sang một hướng khác. Thì mình phải theo vậy thôi. Chị thích bình dị lắm em.
Chị không ngờ mình thành ca sĩ đâu. Mà nếu mà chị là không là ca sĩ mà chị là cô giáo thì chị cũng bằng lòng với cuộc sống bình dị của mình. Chị có khi nào chị nghĩ rằng là cũng vì là mình có cái tính cách mà nhẹ nhàng, ưa những sự hiền lành như vậy, ưa những sự nhẹ nhàng, và có thể là như chị nói là bản tính của chị cũng là một người rất là hiền lành như thế, thì mình đi qua được những cái sóng gió cuộc đời bằng chính cái sự hài lòng với bản thân như thế không? Sóng gió là lớn nhất chị đã từng gặp trong đời mình. Sóng gió tức là chị có trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, thì nhưng mà chị cũng thấy không có gì là quá to lớn lắm, chị cũng rất là bình dị, gọi là bình dị đấy. Nhiều người khi có một cái chuyện buồn hoặc là cuộc hôn nhân đổ vỡ thì người ta có thể thậm chí là suy sụp, nhưng mà chị có thể vượt qua được một cái gọi là rất là nhẹ nhàng luôn. Khi mà chị mỗi lần mà chị lên sân khấu thể hiện các ca khúc á, thì không biết có cái bài hát nào mà chị cảm thấy được là chính cái hình ảnh của mình trong cái bài hát đó không ạ? Nhiều lắm em. Bài hát nào mình cũng thấy có một phần mình trong đó. Và gần đây nhất là cái bài Điều Buồn Dang Dở, chị thích liền. Chị cảm thấy cái bài nó giống như là cuộc đời của mình. Và nhạc nó hay quá. Nhưng sau cái cuộc tình dang dở đấy thì không biết là chị có tìm được niềm hạnh phúc với ai khác nữa không ạ? Có rất nhiều người đến với chị, nhưng mà cái duyên mình không có, và chị vẫn còn thương người cũ, thành ra không có đến với người nào. Đấy, cái câu chuyện về sự dang dở thì có thể mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái cách khác nhau để sống với sự dang dở đấy. Ngày hôm nay qua những câu chuyện nhỏ, những cái lát cắt nhỏ mà chị Trang Mỹ Dung chia sẻ, thì có thể quý vị khán giả cũng có một cái hình dung về cuộc đời người nghệ sĩ mà mình yêu mến. Lúc nào chị Dung cũng hiền lành, cũng dễ thương, cũng nhỏ nhẹ như thế đấy. Thì sau đây chúng ta hãy cùng thử xem là bài hát mà chị Trang Mỹ Dung sẽ trình bày sau đây đấy, nó giống như thế nào với cuộc đời hay là với cái hình ảnh của chị như chúng ta đã quen bao nhiêu năm qua. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Điệu Buồn Dang Dở. Tình
trên sông. Mùa đông, mùa đông, mùa vui đâu còn nữa. Bao nhiêu mưa buồn bấy nhiêu lạnh lùng. Ôi mùa thu, lá thu vàng úa. Ôi mùa đông, gió mưa phụ vàng. Ôi tình tôi như mùa thu lá vàng tuôn. Như mùa đông mưa buồn rơi. Ôi tình tôi dở dang rồi. Điều buồn, điều buồn, tựa như tiếng kinh khuya. Mà em và anh là đôi bóng con chim. Ngàn đời còn nghe kinh buồn ấy. Với thu võ vàng hay đông bẻ bàng. Ngàn đời còn nghe kinh buồn ấy. Với thu võ vàng hay đông bẻ bàng. Ngàn đời còn nghe kinh buồn ấy. Với thu võ vàng hay đông bẻ bàng. Để khép lại chương trình ngày hôm nay ấy, thì có một câu chuyện muốn kể về một bài hát mà rất là quen với chúng ta. Và nếu mà chỉ nghe bài hát này thì có thể nhiều người cũng không biết là có một câu chuyện rất thú vị đằng sau, là có hẳn một nhân vật có tên Người Thật Việc Thật luôn đâu. Đấy là bài hát của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, Dã Từ. Người về lên xe hoa, kỷ niệm buồn vào hôn. Những cái câu đấy là câu rất là quen với bài hát này. Đằng sau bài hát này có một cô gái có một cái tên. Tên này cũng xuất hiện vài lần trong vài bài hát khác nhau. Chỉ có điều là những nhân vật khác nhau cùng tên thôi. Cô gái tên là Diễm. Chúng ta rất là quen với cô Diễm trong bài Diễm Xưa. Nhân vật đấy đã được giải mật rồi. Đã được giải mã và ai cũng biết đấy là ai, Người Thật Việc Thật rồi. Nhưng mà trong bài hát của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng thì có một cô gái tên là Diễm. Trước bài Dã Từ là cô đã xuất hiện trong một bài hát khác của ông, có tên là Mắt Diễm Buồn. Đấy, ông đưa hẳn tên cô vào bài hát. Rồi sau này đến một ngày ông biết là họ cũng không thể đến với nhau được, và ông sẽ phải rời thành phố để trở về quê. Vì cái hoàn cảnh nó là như vậy thì ông mới viết bài Dã Từ. Và khi viết bài Dã Từ thì ông phải tưởng tượng là cái người đó phải xa mình thật rồi, tức là đã mất hẳn rồi, là phải cho người ta lên xe hoa. Chứ nếu mà chỉ nói là Dã Từ không thì người ta không biết là vì sao lại phải Dã Từ. Thì nhạc sĩ mới tưởng tượng ra câu chuyện là cho Diễm của mình, cũng là một Diễm Xưa khác của mình, lên xe hoa để rằng là từ đây là xa nhau vĩnh viễn, mãi mãi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của Diễm trong bài hát Dã Từ của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Đời chân đơn côi gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lặng tâm tư đi vào dị vàng. Đường tình không chung lối, mang tiếc nuối cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi hồng. Đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mãi bước theo chồng. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lê sầu thấm ướt đôi mi. Xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không thành thôi Dã Từ đi em. Người về lên xe hoa, kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười.
giây phút bên nhau. Nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo chồng. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lê sầu thắm mướt đôi mi. Xin em một lời cho ước nguyện tình yêu vui, thương yêu không thành thôi giã từ đi em. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau. Nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Và bài hát Dã Từ cũng đã khép lại chương trình Chân Dung Cuộc Tình ngày hôm nay với chủ đề Nhớ Những Dáng Xưa. Chúng tôi rất mong sẽ được gặp lại quý vị khán giờ trong chương trình kỳ tới, phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Đức và Quỳnh Hoa xin chào quý vị khán giả. Chân Dung Cuộc Tình mùa thứ 5 sẽ khép lại với một câu chuyện âm nhạc thật đẹp về những cuộc tình đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời người nghệ sĩ. Mình nghĩ rằng mình xây dựng một mái ấm, một gia đình, có chồng, có con, và mơ ước rằng vẫn tiếp tục được đi hát. Và những bản tình ca bất hủ đã ghi lại tất cả thăng trầm của mọi cuộc tình. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Mời quý khán giả cùng đến với chủ đề Tình Đẹp Muôn Thuở và tìm sự đồng cảm trong những bài hát cũng như những tâm tình của hai khách mời, ca sĩ Ngọc Ánh và ca sĩ Vân Khánh. Đón xem Chân Dung Cuộc Tình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 3 tháng 5 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Thank you.